cơm với rau má. Anh cho chiếc cá chứ má. Không, cho ăn cơm với rau má luôn à. Tại vì bữa nay bán ế quá. Rồi, giờ xấu luôn quý vị ơi. Xấu kỳ đây à. Mày kỳ ra, mày kỳ ra, mày kỳ ra, xấu kỳ đây à. Mày kỳ đây, mày kỳ ra, xấu kỳ đây, mày kỳ ra, mày kỳ đây à. Tiếp gì một bãi chuối xanh, 5-6 người dành cho mỗi đứa chứng tay. 32 à. 32 số đầu tiên vé anh trai, vé còn ai còn vé anh chạy cho anh trai đó ha, anh trai còn đó. 32 số đầu tiên của 32 mấy gì ra, mấy gì ra, số gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Má ơi đừng giá con xa, chim kêu dựng hú biết nhà mà má đâu à. Rồi đây bổn phận làm dâu, con đâu có rảnh để về mà viếng thăm. 35 của 35, 35, 32, 32, 32, 35, 35. 35, 32, 35, 32 số gì đây? Mới hai con gặp nhập vô, gặp nhập vô. Số gì đây, số gì đây, số gì đây? 35 con 32, 35 con 32, gặp nhập vô, gặp nhập vô. Số gì đây, số gì đây, số gì đây? Con theo cha xuôi ngược dặm đường buồn ma, đầy chiếc áo ngày xưa có phát lên cho dễ nghĩa chung tình. Cha ơi con ấu cho lòng tai ngất từng lời long ngọng ra, chồng thủy ơi kiếm sao ta đành cam. Con 18, con 18 đây, con 18, con 18, con 18 số gì đây, gì đây, gì đây, gì đây. Số 58 là con số may mắn chúc mừng quý vị nha. Rồi, xin chúc mừng anh trai.
Rồi, ở phía bên dưới các người đẹp đang đảo quý phục vụ vé vòng loại tiếp theo vẫn y như cũ là 20.000 đồng. Rất mong quý vị sẽ nhiệt tình ủng hộ nha. Rồi, 50 ở vòng loại 0127. Đúng dạ. Vòng loại 58. Có một. Số 9 có 2. 13 có 3. 30 hợp lệ. Rồi, xin chúc mừng anh trai nha. Còn vị chủ nhân nào may mắn trúng thưởng nữa không ạ? Rồi, nếu như không thì em xin phép trao quà ra đây luôn. Thì mọi thắc mắc về sao sẽ không giải quyết quý vị nha. Rồi, xin mời kế toán hãy đưa cho em một cái thông báo lì xì trị giá 1 triệu đồng đi nào. Thì đẹp à, đang đã bước chỉ còn đôi ba vòng loại nữa thôi là kết thúc chương trình của buổi tối ngày hôm nay. Rất mong quý vị sẽ ở lại với tụi em đến cuối. Em xin nhắc lại một lần nữa, những tà lá vé của chú anh chị mình giờ không có trúng từ hồi nãy tới bây giờ, lật ra phía sau ghi họ và tên kèm cái số điện thoại giùm em, rồi bỏ vô cái thùng may mắn này. Một lát nữa thì chúng em sẽ có chương trình là bốc thăm may mắn dành cho vị chủ nhân may mắn nhất đêm nay, là một phong bao lì xì trị giá 1 triệu đồng của đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời luôn. Rồi, kính thưa quý vị, hết trình diễn ngày hôm nay, ngày mai thì ở đây tại sân khấu của The Sun Container thì sẽ còn một đêm diễn nữa, đó là với chủ đề là song ca cùng khán giả, thì tất cả các thành viên trong đoàn sẽ đăng ký, sẽ hát với lại những cái khán giả đã đăng ký trước đó, thì rất mong quý vị sẽ đến nhiệt tình ủng hộ cho các thành viên cũng như các vị khán giả nha. Và đây là chương trình này là cũng là chương trình mà tổ chức rất là nhiều lần rồi, thì rất mong quý vị là những lần sau quý vị tụi em sẽ tổ chức thường xuyên luôn, và những lần sau nữa thì quý vị nào mình có cái máu văn nghệ văn rừng á thì mình mình có thể là đăng ký hát chung với các thành viên của đoàn đó, chứ nghe đồn đâu là có ai ế, không ai hát chung đúng không, có ai ai bị ế luôn, có phi tên dân lậu nó hát hay quá cho nên bị ế. Phi tên dân lậu không phải là người ta không hát được bài của nó, mà tại vì người ta sợ lên bị hủy cái mùi của nó đó, dám hát. Thì cái chương trình của đoàn chúng em thì sẽ luân phiên thay đổi, tạo ra những chương trình mới để không gây nhàm chán cho tất cả quý vị. Thì ngày hôm nay thì chương trình Hậu Quảng Cải Lương chúng ta hồi nãy giờ đã được thưởng thức rồi, ngày mai sẽ là chương trình song ca cùng khán giả, và sắp tới nữa thì chúng em sẽ tổ chức những chương trình giống như là Xuôi Dòng Miền Tây, hay là những chương trình Rock Queen, hay là những cái chương trình gì nữa chị? Đám cưới trên miền quê, đám cưới miền quê, có gì nữa chị? Rồi bê khắp chè khắp mọi miền quê. Ngày mai thôi đi má, ai dám cưới má. đó gì vậy bà nội? Rồi bây giờ thì cô chú chị mình đã có lá vé trên tay hết rồi, tập trung vào sáng giờ số. Kính thưa quý vị, sau khi chúng ta được nghe qua những giọng ca của chuông vàng giọng cổ, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chuông đồng giọng cổ Lê Cần. Sợ gì đây mày? Không, bà nội cái đó bà, chuông chùa giọng cổ. Sợ gì đây mày? Gì đây à? Mày gì đây mày? Gì đây mày? Gì đây? Sợ gì đây mày? Gì đây? Say you will, say you will be. Wow, I just keep missing you tonight. Chán đầu. I feel so unsure. I feel so alone. I don't be a chuông ở phần này. 32 số đầu tiên. 32 có 32, 32 mấy chị ra mấy chị ra số chị ra mấy chị ra. Qua thu rụng tơi bời bên bờ sông lạnh. Hey. Em đến bao lá rụng một ngày cũng chẳng yêu quạnh. Mưa buồn cũng chạy buông lạnh. Ngỡ ngàng đứng bên cống cao nhà anh đang nói cười rộn ràng. Em hỏi thăm hay được hay ngày tân hôn, ngày yêu thương tân hôn của anh với người mến thương. Thôi rồi lỡ là lời duyên áo em để sau thắm quen lớn trong mong đợi. Ngày mai chỉ hồng thắm duyên nhớ sao anh rồi sai hẹn, còn chi biết hẹn ai ơn đời có thể sao anh thành quên. Màu của 36 chưa phát giới. 36 36 mấy chị ra, mấy chị đây con, mấy chị đây, mấy chị đây. Mấy chị đây con, mấy chị đây, mấy chị đây con, mấy chị đây, số chị nè. Số chị đây con, số chị tình nguồn bài. Số chị đây nha. Số chị đây một. Số chị đây mấy chị, số chín đi. Số chín vui. Còn số chín. Mấy chị ra mấy chị đây, mấy chị ra mấy chị đây. Gió đưa cây cài chị trời. Sao lắm hổ lại nhiều người mà đắng cay. Con mười hai cái đó, con mười hai số. Thằng em sáu. 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 Thằng em sáu.
còn 60 thì còn 60, còn 20 còn 60 số gì đây gì đây này. Dần lại quý vị nha, ai đây là em xong xong bên cạnh đó, không để mất thời gian của tất cả quý vị thì tất cả các người đẹp chúng em sẽ rảo bước dục vụ của chú anh chị mình qua vòng lợi mới với giá tiền món y như cũ là 20.000 đồng cho mỗi mặt tài lạ vé nha. Của chú anh chị mình có tờ mai nhận về cho mình phong bao lì xì trị giá 1 triệu đồng. 20.000 rồi, 1 triệu về đi. Vòng loại 3, 5, 5, 6 đúng vòng loại số 7 vừa kêu qua có 1 14 14 có 2 44 44 có 3 60 gạo 4 con hàng ngang hợp lệ. Rồi xin chúc mừng em trai đã may mắn trúng thưởng quý vị anh nha. Anh nha cái này cho quý vị rồi. Rồi bộ phận kế toán là 31 tiền ra đi ạ, đừng có đếm rồi ạ.